Chào các bác nhé, em đến từ shop đồ Đông Sơn. Hôm nay em sẽ quay clip cho các bác đóng hàng các cái bộ sự này. Hôm qua như em đã nói là em đăng hai cái video giảm giá sản phẩm bộ đỉnh màu vàng với lại màu hồ nâu, thì em đã chốt luôn rồi nha các bác. Và hôm nay em sẽ giao cho khách hàng luôn, thì em sẽ giao qua đường bưu điện nha các bác. Thì đây là tất cả sản phẩm em chuẩn bị đóng cho khách hàng, đóng vô cái thùng xốp này nha các bác. Thì giờ em sẽ quay cho các bác coi cái cảnh đóng hàng như thế nào nha các bác. Nếu mà các bác nào mà muốn mua sản phẩm bên em thì cứ liên hệ qua cho em, hiện tại em đang giảm giá rất là sâu tất cả các sản phẩm bên em nha các bác. Thì các bác cứ inbox cho em là nếu mà coi video của em thì em sẽ giảm giá cho các bác nhé. Giảm giá rất là sâu, giá rẻ nhất thị trường. Hiện tại rất là nhiều đơn, đang còn 3-4 đơn nữa nha các bác. Bác nào mà muốn sản phẩm như thế nào thì liên hệ em đây. Hàng của em là hàng chuẩn chỉ luôn nha các bác. Đó. Rồi em sẽ đóng cho khách hàng. Đây là cái đỉnh sẽ đóng rất là kỹ kín, đóng một thùng xốp, tránh bị tránh cái tình trạng là bị ế hàng nha các bác. Em sẽ đóng rất là kỹ. Nếu mà khách hàng mua hàng của em có giấy bảo hành luôn, thì em sẽ cho các bác xem cái giấy bảo hành của bên em có đóng dấu đỏ. Thì em sẽ cho các bác coi giấy bảo hành của bên em có đóng dấu đỏ luôn nha. Đây em đóng cái hàng rất là kỹ được khách. Đây là chỉ đầu cái bụng đỉnh thôi. Nhìn đến tí này em sẽ tháo lắp nữa nha các bác. Đây các bác. Em sẽ hướng dẫn cho các bác đóng từ gì cho nó hợp lý nha. Em sẽ đóng từ vậy. Các bác cũng dễ dàng mở ra đúng không? Và em cũng chốt cho được 3-4 khách rồi. Khách nào cũng muốn mua về cái sản phẩm đấy. Khách hàng bên em là mua là an tâm về chất lượng là cái thứ nhất. Về cái giá cả thì hôm qua em đã làm một cái hai cái video giảm giá cực kỳ sâu cho khách hàng nào mà mua nhanh nhất có thể. Giờ đang còn 1-2 bộ nữa đấy, tiếp sẽ cho các bác xem. Thì em đang làm một cái series giảm giá tất cả các sản phẩm nha các bác. Thì dành cho những người mà bác nào mà yêu thích kênh em rồi xem em mới giảm thôi. Còn người khác thì em không bao giờ em giảm đâu nha các bác. Xong một bộ nè, xong một cái đỉnh nè. Đây là đôi chân nến nha các bác. Thì em sẽ chỉ cho các bác cách tháo lắp. Đâu đây, đầu tiên thì em sẽ tháo ra như vậy. Đó. Thì lắp nó cũng ngược lại như thế thôi các bác. Tháo ra như vậy nha. Đơn giản, không có gì khó khăn nữa. Chỉ sợ lòng không bền. Đây. Đó. Em lắp này lại cho dễ dàng, nó vận chuyển hơn các bác. Khi mình tháo lắp như vậy nó dễ dàng, nó vận chuyển hơn đó, thành một cái cây như thế này. Như cái nến thứ hai các bác thấy gì không ta? Đó, em cũng tháo lắp như cây nến trước vậy. Nói chung em cũng cảm ơn các bác nhiều, các bác đã ủng hộ kênh của em rất là nhiều luôn. Hôm nay em làm một cái vài cái video là tâm sự cho các bác, là cảm ơn các bác nhiều. Em muốn giảm giá cho các bác được vào những ngày dịp ngày Tết thôi. Thì quan trọng là bác ủng hộ hàng em thì em cũng biết ơn mấy bác. Đây em sẽ chờ anh chút nha. Ok.
quan trọng. Quan trọng là bác tình cảm với em là được. Nói chung là kiểu như là anh em vậy. Đó. Em sẽ đóng hai tấm này. Đây, đóng hai tấm này. Vào đây. Đây. Thì các bác có thấy rõ không nè? Đóng như vậy, đó một tấm em đặt ở đây đúng không? Một tấm em ướp lại rồi, tấm em ướp lại như vậy này, đặt xuống như đây, đó thành hai tấm rồi, đó thế là hoàn chỉnh một bộ rồi, đơn giản không có gì khó cả. Em đóng hàng luôn như thế, để em lấy bằng chỉ em dính lại nha. Cái chống sốc này nó cũng bảo vệ cho rất là nhiều. Mình muốn mình không muốn bị va chạm cái gì để đến tay khách hàng nó hoàn chỉnh nhất có thể. Đến tay khách hàng nhất có thể luôn. Các bạn. Về hai cái tấm này thì em làm giống như lúc nãy đấy, em cũng ướp một cái đi, một cái nữa đó. Thế là xong rồi, để. Cho đây cái này, thế là xong một cái này đó, các bạn, thế là xong rồi, cũng đơn giản có cái các bạn. Đây là đến từ cái món thứ ba đây. Đó, đặt cái thanh này vào đây này. Sao không vậy thôi, nó đơn giản lắm, không khó cả. Nói chung là chỉ vô mắt cái thao lắc rồi. Em cũng làm vài cái video rồi quá. Các bác cứ lên xem này. Em lắc cái gì thì cũng giống như vậy thôi, đơn giản lắm mà. Không khó khăn gì đâu. Quý em thì em tặng cho các bác. Nói chung là bán rẻ cho các bác, bán cho bác vui vậy thôi. Sau này mấy bác biết đâu mấy bác gặp em để ngồi nói chuyện đúng không? Lắp ra cũng kiểu vậy quá, đơn giản mà. Đây là cái bông hoa sen nha các bác, đây em đóng luôn cho các bác nha. Đó, nó cũng đơn giản thôi. Thì em lắp cái ấy ở đây rồi, cái ốc ở đấy rồi. Bác về các bác thử ấy, bác thử lắp vô rồi ok vấn đề. Đây có một video hướng dẫn cách lắp. Các bác về bác lắp cho nó dễ. Bác yêu quý em lắm. Bác nhiều bác yêu quý em, fan của em rồi chứ.
chẳng hạn nha các bác. Đây, hiện tại là em cũng đã đóng xong hết rồi đó. Thì các bác có thể thấy em đóng xong rất là hoàn chỉnh. Giờ em sẽ bỏ ra thùng xốp cho các bác xem nhá. Nhá. Đây, đóng xong rồi, bịt kín hết rồi. Các bác chịu khó bác gỡ ra nhá. Em chỉ tội với bác gỡ ra thôi, gỡ ra rất là mệt. Các bác thông cảm cho em nhá. Đây các bác, em bỏ vô nhá. Đây, em sẽ bỏ những cái mà nhỏ và to trước xuống dưới. Đây, em sẽ bỏ những cái mà nhỏ và to nhất xuống dưới nhá. Đó. Đây nha bác. Dư khá nhiều đấy. Tránh bị va đập các thứ nha. Đó, xong, thế là xong. Thì bỏ vô một cái thùng xốp như vậy. Xong một bộ nữa. Thì đây, chị này đang phụ em này. Nó phụ đóng mấy bộ này. Hiện tại bên em rất là nhiều hàng. Nha các bác. Em chào các bác nhá. Chúc các bác có ngày vui vẻ. Nếu mà bác nào mà cần hay muốn liên hệ gì cho em thì cứ gọi cho số điện thoại này 0963 378 563. Zalo của em cũng là 0963 378 563 luôn nhá. Em chào các bác nhá.